gửi vào nhà rồi họ mới hỏi. Nhà tôi nói đi ra mà cứ gặp mà hỏi mà đúng là thương phế binh của mình thì cứ cho 30, 50 hay là 20 tùy ý anh. Anh cho hết số tiền thôi. Thì ông kia ông mới hỏi lại, nếu tôi xài tôi không cho sao, nó cái đó anh mang tội. Còn tôi gửi là tôi cứ gửi. Nhưng mà tôi biết là con người của anh còn tốt hơn tôi nữa. Thì nhà tôi còn nhớ là hai ông nói chuyện như thế. Và rồi thì cứ gửi, thì cứ một người bạn nào đi thì lại gửi như thế. Thì lúc đó sở dĩ mà tụi tôi có tiền để gửi thì là vì tôi có thằng trai qua đây được 14 tháng. Rồi cháu đi chơi với bạn rồi bị tai nạn xe chết. Thì police mới hỏi rằng tự nó gây cái chết hay là người ta gây cho nó. Thì đến khi tôi đưa cái báo cáo đó của police cho hãng đó, thì họ mới cho được 24 ngày, là vì người khác gây cái chết cho mình. Còn mình chết thì tự gây ấy, thì 12 thôi. Thì hai vợ chồng tôi mới khấn với con tôi cho ba mẹ dùng cái tiền này để cứu giúp thương phế binh, vì tâm nguyện của ba mẹ. Chứ dứt khoát mẹ không mua một xoàng đeo, mà ba không mua xe mới đi, đi xe cũ, còn mẹ cũng không đeo gì hết. Và cái số tiền này để cho ba mẹ làm, chứ ba mẹ lương ít lắm, cho người ta cũng không có đủ. Thế thì cứ ai về là gửi. Thì đến khi có một cái ông ở Bưu Điện, ông thương phê bình ở Bưu Điện, ông mới lạy cái người cho đó. Thì người cho nó không phải của tôi, không có lạy tôi. Đây một cặp vợ chồng ở bên Mỹ gửi về cho, bây giờ thành nhất đừng có lạy tôi. Thì ông kia mới xin số phone đó, xin địa chỉ. Thì ông này nó không được, bây giờ để tôi hỏi đã. Thì đến khi mà ông có trở về Mỹ đây lại, ông gặp nhà tôi ông hỏi, thì nhà tôi nó cứ cho. Khi mà ông trở lại Việt Nam, vì ông nói là hình như ông có dịch vụ gì, ông cứ đi về Việt Nam hoài, thì con ông còn ở bên đó. Thế là ông về lại, thì ông mới ra Bưu Điện, ông cho cái anh đó cái số phone. Thì tình cờ là đài BBC đó, phái đoàn của đài BBC đi về Việt Nam và thấy mấy đến gặp được cái ông thương phế binh đó. Và hỏi là các anh có được ai giúp đỡ không. Thì nói là thỉnh thoảng tôi có được 30 hoặc 50 của một cặp vợ chồng ở bên Mỹ gửi, người ta đem về đây cho, và cho những người mà la lết, nghĩa gặp người nào thì cho người đó. Thế thì ông đó mới biết, thế có biết cái người đó, nói tôi có số phone, có tên, có số phone. Thế là ông cho đài BBC mới điện thoại qua Mỹ để phỏng vấn nhà tôi. Thì khi phỏng vấn nhà tôi rồi về, ông nội phát ra, thành ra ở Việt Nam là cứ lén lút nghe đài BBC. Và từ đó thì chúng tôi có những cái thơ. Và chúng tôi có tiền. Thì đến sau đó thì thưa anh Nam, mình đâu có tiền nhiều, thì mới nghĩ ra cách là gây quỹ. Rồi kế đến á, thì để gửi về, cho nên là thơ cứ gửi tới tấp, thì tụi tôi cứ gửi về. Rồi sau đó có những người họ biết thì họ cũng đến họ cho thẳng tụi tôi để tụi tôi cho. Thế tổng số từ trước giờ ông bà gây quỹ được khoảng bao nhiêu tiền rồi, mà đã gửi cho bao nhiêu? Nhiều lắm chứ, cứ mỗi một năm như rất là trên dưới chắc khoảng 30 ngàn. Hơn thì có năm hơn nữa đó, là vì sau nhà tôi mất á thì cái tiền bạc nó bớt đi. Là vì người ta không thể tin tưởng một người phụ nữ được. Họ quan niệm đó, thành ra ấy. Nhưng mà sau này thì tôi cũng có được, có lần có một bà cụ đem đến 20 ngàn. Ở đây tôi quyên góp được 20 ngàn, tôi đưa cho bà đây, thì tôi không dám nhận. Tôi nói thôi bây giờ bà cụ, bây giờ bà cũng còn ở đây, có lẽ bà còn đây, bây giờ bà cụ cho con một tuần nữa đi. Thì bà cụ nói bây giờ làm sao. Nói thì bây giờ bà cụ có xe, đi xe thì ôm tiền về, mà không có thì con cất tiền đây, rồi một tuần nữa là con điện thoại cho bà cụ tới đây rồi mình đi. Thì bà cụ hỏi sao, thì tôi có nói với bà cụ, thì tôi biết kêu bà Hiền đến, thì tụi tôi lập hồ sơ, thì soạn 200 hồ sơ và đưa bà cụ ra ngoài Ly gửi tiền lẻ, cho bà cụ gửi thẳng cho Ly gửi tiền lẻ, thay vì tôi nhận tiền thì tôi chỉ trung gian thôi. Là vì tôi rất sợ, tôi nghèo thì tôi dễ mang tiếng lắm, cho nên là tôi không dám nhận. Đó là chi tiết của câu chuyện với bà Lê Đình Vọng hôm nay mà chúng tôi muốn mời quý vị nghe. Như quý vị đã nghe qua, Trung tá Lê Đình Vọng đã qua đời. Còn bà thì năm nay cũng ngoài 70, không có xe và cũng chẳng biết lái xe, cũng không dùng được computer để có email. Vì thế, bà đã phải thu nhỏ cái hội huynh đệ chi binh thành một nhóm và chỉ làm hết sức mà bà có được mà thôi. Nhưng bà Lê Đình Vọng rất vui sướng khi thấy hội HO và phong trào cứu giúp thương phế binh ngày càng lên cao. Và trong tháng vừa qua, Đại nhạc hội Cảm ơn Anh đã được tổ chức tại San Jose. Bà Lê Đình Vọng đã góp sức vào công tác đó. Và tiện đây,
chúng tôi cũng xin mời quý vị xem qua một vài hình ảnh của một buổi gây quỹ vĩ đại cứu trợ cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại San Jose, California do Thanh Nga, phóng viên của truyền hình Dân Sinh tường trình sau đây. Thanh Nga xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị đây là một cái chương trình tạ cảm ơn anh của SPTN cũng như tất cả các đồng bào hải ngoại, cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại đến tổ chức cái chương trình này để nghĩ tới những người còn lại tại Việt Nam. Thưa quý vị, trước mặt Thanh Nga, quý vị đã nhìn thấy khán giả dưới khí trời rất là nóng, quý vị hơn 100 độ, mà quý vị nhìn thấy là tất cả mọi người rất là nhiệt tình ủng hộ cho chương trình này để nghĩ tới, để giúp đỡ những người chiến sĩ đã vì chúng ta mà hy sinh thân thể của họ, một phần thân thể của họ, cũng như là những người chiến sĩ đã để lại những người vợ, tức là những người quả phụ của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, chắc quý vị sẽ nhìn thấy những quang cảnh của đồng bào tham dự như ngày hôm nay, rất là cảm động thưa quý vị. Trước tiên Thái Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Đài TV. Dạ vâng, Thái Hà vừa trở về từ Montreal sau khi thực hiện xong một chương trình cho các quả phụ tử sĩ. Dạ vâng, Thái Hà hôm nay góp mặt với tính cách một ca sĩ, mang tính cách là đóng góp tiếng hát, và đồng thời cũng xin đóng góp một số tiền tượng trưng để giúp cho công việc của hội HO và cựu thương phế binh. Thì đang thấy mà anh cameraman đang quay những người gọi như là tình nguyện viên để nhận những cú phone ủng hộ từ quý vị qua đường dây điện thoại. Quý vị thấy coi như ai cũng có vẻ bận rộn hết. Nghe thấy có một chị không có bận rộn, để nghe hỏi thăm chị nha. Thưa chị, chương trình ngày hôm nay chị thấy là người ta gọi vô ủng hộ nó như thế nào thưa chị? Rất là đông, đông vô cùng và bắt phone liên tục thôi. Như vậy là chị nghĩ là mình giàu lắm rồi phải không chị? Dạ, nhưng mà em nghĩ là mình còn cần nữa, cần nhiều lắm để mà giúp cho các thương phế binh ở Việt Nam đó. Cho nên còn nhiều nữa, xin quý đồng bào chúng ta nếu mà có khả năng đóng góp mỗi người một tay thì chắc là thương phế binh cũng đỡ lắm. Trước mắt là thấy cái tình nguyện của chị trong cái khí trời mà nóng được như thế này, đó là một cái đóng góp rất là to lớn. Tân Nga cũng cảm động lắm khi thấy cái sự đóng góp của các anh chị tại đây. Hello Thùy Dương, lâu lắm rồi chị mới được gặp em. Dạ Thùy Dương xin chào chị, và Thùy Dương xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Và bây giờ kính thưa quý vị là 5 giờ chiều rồi mà 10 giờ tối hôm nay là Thùy Dương bay về Úc. Thưa quý vị đã biết được là cái tấm lòng của Thùy Dương đã làm cho Thanh Nga rất là xúc động trong những chương trình đêm Cali cách đây 3 năm phỏng em, 3-4 năm rồi đó, mau quá hả. Và chị sau này thấy em bận rộn quá, chị Nga cũng không có dịp. Vậy theo em nghĩ là chương trình ngày hôm nay có, em nghĩ là có thành công được không em? Dạ chị Thanh Nga cũng như là kính thưa quý vị là Thùy Dương phải nói là Thùy Dương cảm thấy rất là hãnh diện là mình đã có cơ hội để đóng góp vào chương trình Đại hội Cảm ơn Anh kỳ 3. Và kính thưa quý vị là ngày hôm nay không những là một mình Thùy Dương mà rất là nhiều những anh chị em tình nguyện viên. Quý vị cứ thấy ở đằng sau mình hơn 100 các anh chị em tình nguyện viên đang chờ những cú phone của quý khán thính giả của đài truyền hình SPTN. Và kính thưa quý vị là ngày hôm nay thì chúng ta đến có 8.000 người trong hội trường, và các quý khán thính giả đến đây với tấm lòng cũng giống như là để nhờ chúng ta ghi danh những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là để gây quỹ cho những người thương phế binh. Như vậy thì con số tổng cộng cho đến giờ phút này là 413.837 đô la. Ngay ngày hôm sau, Trung tá Hạnh Nhơn, một thành viên trong ban tổ chức Đại nhạc hội Cám ơn Anh, đã ghé thăm Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa và đã cho biết về công cuộc cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này như sau. 2006, chúng tôi có tổ chức một cái đại nhạc hội kỳ 1. 2008 thì tổ chức đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 2. Hôm nay đó thì được ở trên này mời chúng tôi hợp tác là đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 3. Thành thử chúng tôi rất là mừng, có cái kết quả rất là khả quan cho các ban tổ chức của Bắc Cali. Chúng tôi là mặc dù trong ban tổ chức nhưng mà lại ở xa, thành thử ra là bao nhiêu công việc là ở trên Bắc Cali quản xuyến hết. Chúng tôi rất là cảm ơn và rất là cảm động tình đồng hương cũng như là tình đồng đội hôm qua. Thưa bà, chúng tôi cũng được nghe nói trong những lần tổ chức gây quỹ để cho giúp thương phế binh thì bà Hạnh Nhơn, cá nhân bà đã đóng một vai trò rất là quan trọng, theo dõi về vấn đề tài